là quá rồi, ai nói là lên đây. Cho nên là những người yếu tim thì đừng nhìn xuống nha, nhìn lên trên đấy. Nhưng mà đừng nhìn xuống. Ai yếu tim chỉ nhìn ngang. Trang kia chị không nhìn đâu. Ôi Trang đưa hiểu chưa? Gì đâu mà. Như kiểu trên người tàu bay ấy. Có Đạt đây nữa là trọn vẹn luôn. Quá. Thương anh Đạt quá. Không dám nhìn ạ. Hiếp cái đấy, tầm nhìn tôi còn đang muốn vui bệt đây. Quá kiếm. Ôi cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Chào mừng các quý vị đang đến chuyến đi lên nóc nhà của Đông Dương. Vâng. Nóc nhà Đông Dương xin kính chào các bạn. Phát trực tiếp đi. Không. Phát tốt rồi chị. Hôm nay chiều thứ bảy rồi. Chiều nay tốt rồi. Chiều nay chiều thứ bảy rồi, muộn rồi. Khác đẹp chưa? Trông mù đàn nhỏ, trông mù đàn nhỏ. Đàn liên. Trông mù đàn liên kìa. Họ to liên. À, báo cáo các đồng chí là trên này sẽ âm so với dưới kia là 6 độ, cho nên là các đồng chí cứ xác định trước. À, ai sợ ngồi ra đây lùa đẹp với đẹp, ngồi ra đây đẹp hơn đẹp ơi. Đi cá ơi. Trời ơi, tôi xem thế này. Tôi nhìn lên trên đấy. Ui đẹp thế này. Quá tuyệt vời. Mỹ mãn luôn. Đấy xem thang lên cái này nước. Đấy đúng rồi. Vậy được rồi. Ba thì chỉ cần tính nhìn nó hay nhỉ. Sao bọn nhìn quá vậy nhỉ. Anh hay phải gửi này. Thôi. Nhưng mà tối lắm. Thang đẹp. Ôi dồi ôi. Thang thế này này. Thang nhiều lắm. Thang 4 năm ngày nữa. Lũ ơi mày điên nào, mày ngồi xuống. Đây luôn, đây là các thác nước nhá. Thác nước đây, ôi thác nước đẹp quá. Thác nước đây, quay đừng dùng máy nhá, phải dùng máy nhá, phải đẹp. Quay quay đằng sau nó đẹp, đằng sau nó bị mù rồi, đằng sau nó bị mù rồi, đẹp chưa? Quay đi xuống tối tự ấy. Tôi điên rồi. Ngồi về trong sàn đi để cho mày tắt đi. Mày tiếp. Tắt đi. 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 Không dám nhìn lên cái chỗ người ta che cáp treo trên đẹp lắm. Thế ra ngồi ở giữa này lại còn ngồi ra ngoài nhé. Không, em có nhìn đâu, nhìn lên cái dây đâu. Em có nhìn dây kìa, em có nhìn dây. Đẹp quá. Nhìn lên dây sợ lắm, đừng có nhìn lên dây. Ai muốn nhìn tháp bên kia thì vẫn liếc ngang được, không cần xuống à. Thôi, kia cho chị nhìn cái tháp nào. Tháp kia đẹp luôn. Tháp đẹp chưa nhỉ? Như giờ tháp đẹp quá tuyệt vời. Đẹp. Đẹp lắm. Cái này này còn đoạn nơi dưới. Mình phải dũng cảm như các bạn. Mình không thể đẹp các bạn được. Mọi người phải nhìn đâu, chỗ nào chứ không nhớ luôn. Đây. Dưới này này. Không, tuyệt vời. Ui giời ơi, quá đẹp luôn. Ôi đẹp quá. Quá đẹp luôn. Đúng là một đời mà không được lên Sapa thì phải đúng là sai. Chết không nhớ. Bây giờ thì mình nói một câu. Đã lên chị quay quay tầm cảnh. Toàn quay một tí là chỗ này. Đã không lên đến đỉnh Phan Xipang coi như chưa lên Sapa. Thôi đừng mở, nó mở đi. Xin nói là mở đi. Ôi đừng mở. Hôm nay mà lên cổng trời mà được thế này thì tóm lại là mình được khoảng cổng trời thì cổng trời thì nó cũng thế mà nhìn, có nghĩa là mình ở trên cao mình nhìn xuống sâu quan sát. Ôi hết cái độ trục trướng rồi. Tuyệt vời luôn, không thể hình dung chỗ đấy, nó không có một cái gì gọi là mây mờ. Ui sướng mà, lại có một cái gì. Ôi em tuyệt vời. Xem nào, chị hình dung nó cứ như thế.